Quá ý nghĩa! Nha khoa Phương Nam tổ chức thăm khám chữa bệnh miễn phí cho các bác nữ cựu chiến binh nhân ngày quốc tế người cao tuổi. Được biết, nhân ngày quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10 vừa qua, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và ngày phụ nữ Việt Nam sắp tới 20 tháng 10, Nha khoa Phương Nam đã tổ chức một buổi thăm khám chăm sóc răng miễn phí cho 26 nữ bộ đội Trường Sơn ở tỉnh Ninh Bình hiện đang điều dưỡng tại làng Hữu Nghị Việt Nam. Theo Nha khoa Phương Nam chia sẻ, khi được thăm khám cho các cô, các bác, mỗi người đều mang theo những câu chuyện hào hùng của một thời thanh xuân đầy khó khăn và hy sinh, kể lại với bao sự bồi hồi và đầy tự hào. Đối diện với bom đạn, họ không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn phải vượt qua nhiều thử thách để giữ vững niềm tin và tình yêu cuộc sống. Có thể thấy rằng dù chiến tranh đã đi xa nhưng nỗi đau còn lưu lại trên cơ thể của những chiến sĩ bộ đội năm ấy. Nhưng đến nay khi nhắc lại, nó vẫn là một thứ để khiến mọi người tự hào hơn bao giờ hết. Hoạt động của Nha khoa Phương Nam đã phần nào thể hiện được rằng thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên công ơn, sự hy sinh của các chiến sĩ bộ đội cho nền độc lập của nước nhà. Mong rằng không chỉ Nha khoa mà mỗi chúng ta hãy luôn nhớ đến tri ân công lao to lớn mà ông cha ta để lại. Cùng nhau đoàn kết, phát triển vì một đất nước tươi đẹp hơn, không phụ sự hy sinh, kỳ vọng của thế hệ đi trước.